VNSai kính chào quý vị các bạn. Hôm nay ngày 17 tháng 4 2022. VNSai đến đây chia sẻ gặp mặt hội yêu cây tuổi Nhâm Tuất 1982. Đây báo cáo tất cả anh em những người yêu cây cảnh của cả nước. Xin phép để các bác các chú các anh hôm nay đến nhà vườn Nhật Cường của Ban Đông Anh Hà Nội thì báo tại các bác là hôm nay để chính thức anh em những người yêu cây cảnh Nhâm Tuất 1982 tổ chức gặp mặt và ra mắt anh em hội ngày hôm nay là ngày đẹp thì báo để anh em là hội chính thức gặp mặt và trong quá trình anh em thống nhất họp thì đã một là thông qua cái quy chế hoạt động của anh em hội 1982, hai là anh em hội thì cũng bầu ra là các ông chí là trong ban lãnh đạo ban chấp hành của hội 1982 thì trân trọng giới thiệu với tất cả nhà đại gia đình nhà ta là chủ tịch của hội đồng viên 1982 là bạn Trần Lâm và đúng không anh ạ? Tớ đứng trước đây, lên đằng trước đây. Lâm ơi, lên đằng trước đứng Lâm ơi. Lâm lên trước rồi. Đứng chào đây. Đứng chào anh em cái. Có cái gọi là bạn Đức Cổ à, đi em ạ. Tớ đứng lên đây, đứng lên đây. Lên. Lên một tí rồi. Xoay vòng đi. Và một phó chủ tịch nữa là bạn Đặng Công ở Linh Bình. Mời đứng lên. Lên, ok. Bạn phó chủ tịch nữa là bạn Từ Rơi Từ Ngã ở Hải Dương. Đâu nhờ, Từ Rơi đâu? Đâu? Đây là bốn đồng chí lãnh đạo của ban chấp hành hội. Ngoài ra thì ban chấp hành của hội nữa là ở mỗi một tỉnh là có một bạn đại diện cho tỉnh đó là thành viên ban chấp hành của hội ạ. Chúc anh em hội yêu cây chúng ta rất đoàn kết. Có rất nhiều anh em là các câu lạc bộ cũng như là các nhà vườn. Sau đây thì xin tạm giới thiệu anh Huy nhỉ, anh Huy. Bây giờ đến chia vui ngày hôm nay thì rất là nhiều là anh em các câu lạc bộ các nhà vườn. Sau đây thì mời các nhà vườn ạ. Anh em đằng sau đứng giãn ra cũng được, đứng giãn hai bên thì nó quay nó dễ. Đấy, đứng giãn hai bên. Đứng giãn ra, để hoa vào giữa. Đấy, chia làm đôi được, vậy cũng đẹp. Vui quá. Anh nhá. Đã run đấy. Ok. Cái cơm tí hổ hôm nào bớt cho một số câu này nữa. Rồi. Ngoài quý đừng gì. Ok. Rồi. Thưa quý vị các bạn, đây là ban cụm cán của hội yêu cây cảnh tuổi Nhâm Tuất 1982 có đôi lời với anh em trên tất cả anh em yêu cây cả toàn quốc nhá. Mời Lâm em đây, Lâm ơi. Và tạo nhiều hội nữa cho các em đúng không? Nhân cái dịp này thì cho em hỏi một chút được không ạ? Nếu như bây giờ là như này, nếu như mà các anh là những người đi đầu thành lập hội 82 đúng không?
bây giờ chẳng hạn như là có những anh em mà biết sau này muốn tham gia hội của các anh thì có được nữa hay không? Hay là bị giới hạn một cái mức nào đấy không? À, tức là vẫn được đúng không ạ? Tức là sẽ làm đơn để xin tham gia được thôi. Đúng vậy, bởi vì là nhiều khi là có rất là nhiều anh em là muốn nhưng mà lại không biết được là có tổ chức để mà tham gia hay không ấy. Rồi, cảm ơn Mạnh rất là nhiều đã hỏi câu hỏi rất là hay đúng không? Rất là hay. Ok nhá, cảm ơn. Anh chào Quốc Anh nhá. Chào anh. Em cảm thấy nào khi lại có thêm một anh em hội yêu cây cảnh Nhâm Tuất lại thành lập? Rất vui và rất vinh dự khi được chứng kiến anh em hội 82 tham dự cùng nhau và xây dựng lên cái hội anh em là 50 người. Rất là vui. Hy vọng là tất cả sắp tới đây là những anh em là một có tên là hội cũng vào cây kể cả từ coi như là 2000 đến coi như là 90, 91 đều thành hội hết. Ý là sau này càng ngày càng có những hội trẻ hơn nữa, con cháu của chúng ta chẳng hạn. Ok, anh cảm ơn rất nhiều. Em chào anh Cường nhá, đây là chủ nhà vườn Nhật Cường Cổ Loa. Và anh có lời chúc gì tới anh em 1982 nhỉ? 1982 Nhâm Tuất thành lập hội yêu cây trên cả nước. Vâng. Chúc tất cả anh em Nhâm Tuất trên cả nước càng ngày càng phát triển và anh em yêu cây toàn Việt Nam. Vâng. Càng ngày càng phát triển nhiều nữa. Dạ vâng. Dạ vâng ạ. Vâng. Có lời phát biểu của anh Cường, chủ nhà vườn Nhật Cường ở Cổ Loa, Đông Anh đã phát biểu. Video sai xin cũng chúc anh em Nhâm Tuất phát triển nhá. Thế là rất vui quý vị ạ. Đã kết thúc một buổi gặp mặt của anh em hội yêu cây tuổi Nhâm Tuất 1982. Cũng qua những người đam mê cây cảnh và cũng qua thay mặt cho anh em truyền thông là gửi tới lời chúc anh em hội yêu cây tuổi Nhâm Tuất sức khỏe, đoàn kết và luôn phát triển. Cảm ơn quý vị các bạn rất là nhiều đã theo dõi video sai chia sẻ cái khoảnh khắc của anh em thành lập hội tuổi Nhâm Tuất 1982. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều.